bọn làm phim nói chung ấy, em nghĩ là bọn em mong muốn bất tử. Kiểu khi mà cái sản phẩm mình có, nó được để lại ở trên một cái gì đấy, kiểu chị nhìn thấy cái tên đấy của mình ở trong một cái phim gì đó vĩ đại, nó để lại cái giá trị nhiều cho những người sau ấy, thì mình sẽ bất tử ấy. Em thích cái cảm giác đấy, em thích cái sự bất tử ấy. Nó là một cái thứ mà em tìm kiếm về mặt thời gian, là mình có thể sống mãi với cái đấy. Cái điểm hay của cái việc mà làm phim với em, nó không phải là một sản phẩm của một người, nó là vision của một người, nhưng mà nó là những cái khoảnh khắc xảy ra ở trong một quãng thời gian, và nó là rất là nhiều người tạo thành. Điện ảnh là một cái thứ mà em nghĩ là một cái bài toán khó mà em vẫn cảm thấy là mình còn quá nhỏ bé.